bạn kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của rất là nhiều bạn, lý do tại sao chị Dương gời tim như các bạn. Thì câu hỏi này mình thấy các bạn hỏi rất là nhiều luôn. Đó, mình sẽ trả lời câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc câu hỏi thôi nha. Câu hỏi của chị Dương thì mình sẽ để cuối video mình sẽ trả lời nha các bạn. Rồi bây giờ để chị đọc câu hỏi đầu tiên nha Phương. Dạ, đem khui nước ra đồ uống nè. Rồi, cô uống đây. Rồi. Câu hỏi đầu tiên của bạn này tên là Gia Quyên. Mà không biết đúng hay sai nha, nhưng tại vì bạn không có để dấu. Ờ, à, đúng rồi đó các bạn, Gia Quyên, Gia Quyền nè. Rồi, đọc nha. Chị Phương ơi, em xin hỏi chị tham gia team Tony như thế nào vậy? Mong chị trả lời. À, câu hỏi này các bạn, thì mình cũng xin trả lời luôn nha. Thì đầu tiên là anh dính trên Sài Gòn, anh quay phim các bạn. Từ từ thì anh mới về đây, anh quay phim nè. Cái lúc đó mình đang nằm trong nhà, anh dính kêu, Phương ơi, Phương, mình mới chạy ra, hỏi gì anh Vinh. Anh Vinh nói là đi ra đây quay clip với anh nè. Mới đi ra sau hè nhà anh Vinh các bạn, mà nhà cũ nha. Bắt đầu anh kêu là chào bạn, cái anh nói. Cái mình lúc đó mình im ghê à, mình ngơ ngơ ngáo ngáo á, không biết nói gì trơn á. Anh Vinh kêu gì là mình làm cái đó hả các bạn. Cái xong rồi bắt đầu clip đầu tiên mình quay luôn, chứ là clip xé bánh bằng đít nha. Ủa, cái gì ngộ vậy Phương? Dạ đúng rồi, xé bánh bằng đít. Clip đó là clip đầu tiên luôn các bạn. Thì mình mới vô team tới bây giờ luôn nè. Rồi đọc câu hỏi tiếp theo đi chị Heo. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn tên là Trâm Nguyễn IH1NN. Hỏi Phương là năm nay em mấy tuổi, hiện tại em còn đi hay không? À, năm nay các bạn thì là mình 14 tuổi nha, học lớp 8, chuẩn bị chuyển sang lớp 9. Thì mình vẫn còn học với bạn, học rất là tốt luôn. Dạ, rồi đâu có hỏi tiếp theo đây. Tiếp theo. Rồi, ăn kẹo nè các bạn. Câu hỏi này của bạn tên là gì Heo? Cái tên hơi khó đọc nha các bạn. Thì bây giờ mình xin đi cái tên mình không đọc, tại vì cái tên nó nhức đầu của mình, không biết đường đọc các bạn. Mình thấy cũng nhức đầu mà các bạn, nhưng mà hình nền á là chữ B nha. Rồi, hỏi là chị Phương ơi, có phải ông Trùm là em ruột của anh Vinh không? Rồi, đúng rồi đó các bạn, ông Trùm là em ruột của anh Vinh. Bạn chỉ biết ông Trùm là ai không? Không. Anh ông Trùm là anh Quang đó các bạn. Ở trên phim thì kêu bằng ông Trùm vậy thôi, nhưng thực tế ở tên nước ngoài các bạn là anh Quang nha. Có một cái biệt danh khác nữa, đó chính là Quang Kem. Đó, hai tên này mà hợp lý nhau, nghe tên rất là sang luôn, đó chính là Vinh Quang. Đó, nghe tên thôi là sáng rực luôn rồi đó các bạn. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo câu hỏi này là của bạn tên là Tuấn Võ. Hỏi là chị ơi, làm YouTube hồi ngày tháng năm nào, mong chị trả lời. À, mình làm YouTube các bạn là vào ngày 2 tháng 11 năm 2019 nha. Cách đây cũng đã 4 năm rồi đó. Nhớ là clip đầu tiên của mình các bạn là mình tổ chức sinh nhật vào năm mình 10 tuổi. Trời ơi, đó là clip đầu tiên của mình luôn. Là mỗi năm sinh nhật của mình là cũng như là một năm mình làm YouTube. Ừ, đó. Cũng lâu rồi đó. Dạ, đọc câu hỏi tiếp theo đi chị Heo ơi. Câu tiếp theo là đầu của bạn tên là tờ anh N Channel 209. Nghe tên cũng hơi nhức đầu chút xíu nha. Rồi chị đọc được. Ok rồi, chị đọc câu hỏi tiếp theo. Chào bạn nha, mình là fan của bạn lâu rồi. Mình hỏi bạn vài câu mong chị trả lời. Ok. Hỏi đầu tiên hỏi cưng là Phương sinh năm bao nhiêu? À, mình sinh năm 2009 nha các bạn. Hồi nãy mình cũng nói rồi đó, sinh năm 2009 là 14 tuổi, học lớp 8. Rồi câu hỏi tiếp theo là chiều cao và cân nặng. Chiều cao của mình là 1m56, còn cân nặng của mình các bạn là 48kg. Mình không hiểu lý do tại sao luôn. Năm ngoái mình có 44kg hay gì mà năm nay lên 4kg luôn, là 48. Gì mà lên nhanh quá tụi bạn ơi. Cưng mập tại cưng nhiều đó. Thằng ơi. Rồi câu tiếp theo đây. Câu hỏi theo là Phương thích làm gì nhất? Em thích làm gì hả? Thì mình các bạn thì mình sẽ thích nấu ăn nè. Hồi đó mình thích nấu ăn dữ lắm luôn. Mấy bộ đồ chơi nấu ăn các bạn, nấu lên rồi mình giả bộ mà mình đặt cái máy ra đó, rồi mình nói xàm xàm các bạn. Cái xong rồi mình mới tạo ra một cái kênh Tiểu Phương Tony TV. Rồi mình làm những video nấu ăn nè, thì đăng lên cho bạn xem đó. Rồi tiếp theo đi chị Heo. Tiếp theo là ước mơ của Phương là gì? À, ước mơ của mình hả? Thì mình có một cái ước mơ là kiếm thật là nhiều tiền để lo cho gia đình nè, lo cho cha mẹ, có thể dẫn cha mẹ đi du lịch thật là xa luôn. Một ước mơ rất là cao cả nha các bạn. Rồi tiếp theo là Phương thích ăn món gì nhất? Em hả? Em thích ăn nhiều món dữ lắm. Nào là gà rán nè, rồi mì Ý, cánh gà chiên nước mắm. Nói chung là nhiều lắm chị Heo ơi. Nhưng mà em thích nhất chính là cánh gà chiên nước mắm. Cái món nào cũng thích trơn, hèn gì nó mặc là đúng rồi đó các bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo đây. Phương đang dùng điện thoại gì?
Em hả? Hồi đó các bạn mình đang dùng á thì điện thoại Apple, còn hiện tại á mình dùng điện thoại giống như là Samsung Note 20 nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi chị Heo. Câu hỏi tiếp theo của bạn tên là bé May 1776. Rồi, ok. Nghe tên dễ thương nha Phương. Bé May các bạn. Rất là dễ thương á. Rồi, đọc đi chị hỏi Heo. Hỏi là năm nay Tiểu Phương có học học được có khen thưởng gì không á? À, mình năm nay các bạn học rất là tốt luôn nha. Thậm chí là được bằng khen nữa. Nhưng mà có điều một cái á là mình không có hạn. Tại vì năm nay á mình học cũng khá là nhiều luôn. Năm ngoái thì học có 1 buổi à. Năm nay thì học tới 2 buổi luôn các bạn. Nào là quay clip cho anh Vinh nè, quay clip cho kênh mình á. Cho nên nó không có tập trung học nhiều cho lắm. Cho nên không có được hạn. Nhưng mà được ít khen là được rồi đó các bạn. Đúng rồi. Rồi, học cũng khá là tốt luôn nha. Tiếp theo bạn fan này tên là Vi Nguyễn. Ồ, Vi Nguyễn. Hỏi Phương là chữ V nha các bạn. Hỏi Phương là Tiểu Phương ơi, mỗi ngày đi quay bên kênh Vinh là được bao nhiêu? Tính tiền ngày hay là tính tiền tháng? Tính tiền ngày hay tính tiền tháng hả các bạn? Thì rơi quay bên kênh anh Vinh á là sẽ tính tiền tháng nha. Cuối tháng thì tụi mình sẽ được nhận lương. Còn bao nhiêu á thì vừa đủ mình ăn nè, như lại đóng mấy cái tiền học đường này các bạn, mua dụng cụ học tập đồ nữa. Đúng rồi. Đã vừa đủ rồi các bạn ơi, không nhiều cũng không ít luôn. Rồi, đọc hỏi ra đây. Của các bạn này. Được rồi, để hình lên cầu thủ các bạn. Đó rồi, đó giờ học ngu tiếng Anh mà sớm bạn để tiếng Anh không mà bạn không biết dùng đọc. Đúng rồi, cái này là tiếng Anh nè các bạn ơi. Thôi mình sẽ không đọc tên nha các bạn thông cảm nha. Rồi, ok, chị đọc câu hỏi đi, đem trả lời nè. Chị Tiểu Phương có ý định làm ca sĩ không? Có ý định làm ca sĩ không hả? Để bây giờ mình hát thử một bài coi mình có đủ làm ca sĩ không nha. Bây giờ em hát bài gì ta? Bài vui hay bài buồn bây giờ chị Heo? Bài vui vui đi. Bài vui đúng không? Đúng rồi, hát đi. Bài vui. Rồi. Rồi, em hát bài này đúng vui luôn nè. Hát đi. 2, 3. Đời là người này đó rồi. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Thôi Phương ơi, Phương. Chị nói cưng nghe nè, chắc cưng không có làm ca sĩ được đâu á. Chị thiệt á. Không đủ tiêu chuẩn rồi đó. Em cũng thấy cái giọng hát của em cũng không có được hay cho lắm. Có giờ em đâu có ước mơ làm ca sĩ đâu. Em không có bao giờ ước mơ những cái ước mơ cao cả hết trơn á. Thôi đọc câu hỏi tiếp theo đi. Dở các bạn mới nói vậy đó. Chị làm em quê quá. Rồi đọc câu hỏi tiếp theo nè. Rồi. Câu hỏi tiếp theo này là của bạn Nguyễn Nguyễn Thúy Vân. Không biết đúng tên nha các bạn, tại vì bạn không để dấu á. Đúng rồi đó, Thúy Vân hoặc là Thủy Vân mà các bạn. Hỏi là chị dự định sẽ đi trên con đường YouTube đến khi nào? Cái đó thì mình không có nói trước được các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm những video vừa hay vừa chất lượng cho bạn xem nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Các bạn còn ủng hộ mình thì mình sẽ tiếp tục làm nha. Làm gì ngạo tóc bạc thì thôi luôn. Cũng ngăn không được đó. Rồi, tiếp theo là sao nãy mình nói mình không biết tiếng Anh là sao, tên tiếng Anh không à. Rồi, để hình mặt cười mà còn chiếc tim xung quanh nha các bạn. Bạn này dễ thương nè. Để chị đọc câu hỏi của nhau nha. Dạ. Em có dự định làm diễn viên không? Dự định hả? Thì mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Nghề mà sao mình nói trước được. Nhưng mà mình rất là yêu thích cái nghề diễn viên này luôn. Mà tùy theo cái duyên nha các bạn. Nếu mà duyên á đưa đẩy mình tới cái nghề diễn viên này á thì rất là tốt luôn nha. Thế vậy á, mình cũng đam mê nghề diễn viên này nữa. Nhưng mà có điều một cái á là cánh cửa diễn viên các bạn khó vô đó, không phải dễ vô luôn nha. Nhưng mà khoan, mình đang làm diễn viên cho kênh Tony mà. Thôi đọc câu tiếp hả? Rồi. Câu tiếp theo này là của bạn Anna nè, 126. Hỏi cưng là trong tương lai chị có dự định làm YouTube nữa không? Và khi nào kết thúc làm việc YouTube? Câu này các bạn, mình mới vừa trả lời hồi nãy luôn. Câu của bạn Thúy Vân hay Thủy Vân gì hồi nãy á. Câu này là các bạn còn ủng hộ mình thì mình sẽ tiếp tục làm tiếp luôn nha. Chừng nào mà tóc bạc hết nguyên cái đầu mình luôn cũng được nữa. Mà làm hoài hoài luôn các bạn, nếu các bạn ủng hộ á. Rồi đọc tiếp đi chị Heo. Câu hỏi tiếp theo này là của bạn Ngọc Lê. Rồi cái câu này là liên quan đến mình chị bé Heo luôn nè. Hỏi Tiểu Phương là chị Phương bao nhiêu tuổi, chị bé Heo bao nhiêu tuổi? Thì mình đã nói rồi, mình sinh năm 2009, tức là 14 tuổi đó các bạn, học lớp 8 nha. Chị bé Heo. Còn mình sinh năm 2007, năm nay 16 tuổi. Ủa tuổi rất lớn mà cũng sắp già đó. Rồi, câu tiếp theo đây. Tiếp theo này là của bạn Vũ Vlog. Hỏi Tiểu Phương là Tiểu Phương, chị và anh Vinh là gì vậy? Mong chị ghép. Mình với anh Vinh các bạn là anh em cô cậu với nhau nha. Đó, với lại nhà hai anh em mình cũng sát với nhau luôn. Khách có một nhà duy nhất là nhà của bà nội mình, cũng là nhà của bà ngoại anh Vinh nha các bạn. Hai anh em mình cũng khá là thân thiết với nhau luôn, đi sát bên nhà mà. Mình có gì là qua cho nhà.
nhà anh Vinh liền à. Đúng rồi. Rồi câu tiếp theo đây. Tiếp theo này là của bạn Nhàn Đòn Bình Luận. Ok. Hỏi cưng là cơ duyên từ đâu Tiểu Phương gặp anh Vinh đi quay phim cùng anh Vinh, mong Tiểu Phương trả lời. Cái câu này các bạn cũng tương tự như câu hồi nãy á, là anh Vinh ở trên Sài Gòn xong rồi về đây quay phim nè, rồi mới rủ mình quay clip đầu tiên, đó chính là xé bánh bằng đít. Sau đó mới gặp mấy anh chị trong team tới đây nếu mà quay. Mình theo anh Vinh tới tận bây giờ luôn các bạn. Đó là cơ duyên của mình gặp anh Vinh đó nha. Quay cũng lâu luôn rồi đó. Dạ, cái đó là gọi là đúng là cơ duyên luôn các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của các bạn cô kia Sagi gì đó các bạn. Nhưng mà tên nó hơi nhức đầu chút xíu. Nhưng mà không sao. Đọc câu hỏi cho chị Heo. Tiểu Phương là tên thật là gì? Mong trả lời. À, mình tên thật á là Trần Tuyết Phương nha. À, vô team anh Vinh á, anh Vinh cứ đặt cho mình một biệt danh khác nữa, đó chính là Tiểu Phương. Đọc tiếp theo đi chị Heo. Phương vô team mà nhiều tên lắm các bạn. Mình nhiều tên lắm, không có kể cho hết đâu. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Văn Nguyễn. Văn Nguyễn nha các bạn. Hỏi cưng á, khi chị đọc những bình luận tiêu cực á thì cảm xúc sẽ như thế nào? Cái này ai làm YouTube thì sẽ hiểu nè. Hoặc là nổi lên một chút xíu á là chắc chắn là sẽ có người ghét, mà chắc chắn là cũng sẽ có người thương luôn nha. Người ghét á thì sẽ vô nói như là giả chân, giả tạo, dàn dựng, chê. Mình các bạn, mình hỏi các bạn nè, clip nào mà không có dàn dựng? Nếu mà không có dàn dựng á, làm sao ra một cái clip hoàn hảo cho các bạn xem được? Đúng rồi. Rồi những bạn khen các bạn sẽ vô góp ý cho mình nè, rồi khen mình làm cho mình á cảm thấy rất là vui luôn nha, thì có động lực quay phim cho bạn xem nữa. Thành mình cảm ơn những cái bạn góp ý cho mình rất là nhiều luôn á. Nè, cuộc sống mà không phải có người thương người ghét. Người thương á thì trái ấu nó cũng tròn, người ghét á thì trái bồng bông nó cũng méo. Thôi để em chuyển câu hỏi đi Heo ơi. Rồi ok, câu hỏi tiếp theo là của bạn Quỳnh Anh Lê nha. Rồi ok. Cái bình luận này rất là sao đâu, kiểu như là quan trọng cái clip này luôn á các bạn. Hỏi cưng lạ, bé Phương ơi sao Dương gửi tim vậy? Đó, câu hỏi nè, mình nhận được rất là nhiều bạn fan á hỏi mình luôn. Gì chị Dương ơi, gì chị Phương ơi sao mà chị Dương gửi tim vậy? Bên TikTok các bạn cũng hỏi mình nữa. Rồi bây giờ mình xin trả lời ở đây luôn nha. Dạ các bạn, thì các bạn cũng đã biết rồi đó, chị Dương đi theo team mình á cũng 3-4 năm trời rồi. Thì trước khi chị Dương nghỉ á, mình thấy chị Dương rất là buồn luôn. Lúc mà qua nhà mình á để mà đợi anh Vinh ra quay các bạn, thì chị Dương ngồi cùng mình ủ rũ ngồi xem điện thoại vậy á. Rồi ra anh Vinh giao thoại á thì chị Dương nhẩm nhẩm cái thoại thôi, cũng không nói chuyện với ai luôn. Mình thấy buồn buồn như vậy các bạn, mình cũng không để ý tới nữa. Tới khi mà chị Dương nghỉ á, mình thấy lạ, xong rồi mình nhắn tin hỏi chị Dương á, chị Dương ơi sao chị Dương nghỉ vậy? Chị Dương mới trả lời nhưng mà mình vậy nè các bạn. Thì thời gian gần đây á, chị bận việc gia đình nè, rồi bận việc học, bận việc quay clip nữa. Thì dạo gần đây các bạn, thì chị Dương cũng đã cuối cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3 rồi. Chương trình học á, phải nói rất là nhiều luôn. Rồi bận việc gia đình, rồi quay clip nữa. Cho nên chị Dương á, phải chọn một trong hai nha các bạn. Đã nghỉ việc quay clip để tập trung á, vào việc học, và lo cho gia đình nè. Đó là lý do tại sao chị Dương nghỉ đó các bạn. Rồi mình xin trả lời clip này nha, không trả lời một clip nào nữa nha các bạn. Bạn hỏi mình câu này rất là nhiều luôn á. Rồi là ai chỗ nào cũng hỏi chân á. Rồi các bạn, các thành viên đăng TikTok á cũng vô hỏi tìm kiếm nè. Tiểu Dương rời tim, lý do tại sao? Các bạn hỏi mình rất là nhiều luôn. Rồi câu hỏi tiếp theo đi. Không, các bạn hồi nãy có khi trả lời có hỏi thêm một câu nữa. À, có hỏi thêm một câu nữa đúng không? Hỏi là cơ hội nào mà chị bé Heo được vào tim? À, là team mình các bạn là có 4 nữ nè, 6 nam. Thì bây giờ chị Dương đã nghỉ rồi, chỉ còn có 3 nữ thôi, không đủ thành viên các bạn. Thì lúc đó chị Heo đang quay cho kênh mình nè. Anh Vinh mới thấy là chị Heo năng động nè, quạt bát, vui tính mà còn đẹp gái nữa. Đừng nói chị đẹp gái nghe nói cho già thử à. Rồi, mới thấy chị Heo như vậy á, mới kêu á chị Heo vô team mình, bắt đầu nhập team như vậy luôn á các bạn. Chứ không phải á là chị Heo vô để mà giành giật cái gì, kiểu như là anh Vinh đuổi chị Dương vì theo cho bé Heo vô đâu các bạn. Nhiều lúc các bạn á thấy bé Heo vô vậy các bạn anti chị Heo nữa, tội nghiệp chị Heo đó các bạn ơi. Không sao không sao. Rồi đọc câu hỏi tiếp theo đây. Tiếp theo này là của bạn Thơm Lê. Thơm Lê hả? Nghe mùi thơm thơm. Hỏi Phương là quê ở đâu? À, quê của mình á là chung quê với anh Vinh luôn nha. Đó chính là Cao Lãnh, Đồng Tháp nha các bạn. Đó, mình ở tỉnh Thới nha. Đúng rồi. Cho các bạn biết kỳ kỹ chút xíu luôn. Bữa nào là bắt các bạn mà có rảnh thì xuống đây cứ xuống đây chơi nha các bạn. Rồi, tụi mình tiếp hết luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo đây. Câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng nha Phương. Rồi, câu hỏi cuối cùng luôn nha các bạn. Của bạn tên là Vi Vịt.
Vi Vịt hả? Đúng rồi. Rồi. Nghe tên dễ thương quá. Vi Vịt rồi đọc câu hỏi. Hỏi Phương lạ, Tiểu Phương ơi, bây giờ Tiểu Dương gợi tim rồi, có còn chơi chung nữa không? À bây giờ Tiểu Dương gợi tim hả các bạn? Mình á chị Dương á là học chung trường với nhau à. Chị Dương thì học lớp 9, mình thì học lớp 8. Xuống canteen gặp nhau các bạn. Chị Dương với mình á vẫn nói chuyện nha bình thường, cười nói nha bình thường nha. Chị Dương có hỏi mình câu gì nè, mình thấy ấn tượng dữ lắm luôn á. Kêu bằng mày nha các bạn, tại vì thân thiết với nhau mà chị em mà các bạn. Sao hổm ngày mày cao vậy? Hay là tao lùng lại ta? Cái mình mới trả lời câu gì nè, là chắc em cao chị ơi, chứ chị sao mình lùng được. Các bạn thấy không, con người mình sao mình lùng lại được, trừ khi dạ lưng mình khùm 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 mới thấy lùng lại thôi. Đúng rồi. Rồi con, ủa còn chơi chung nữa không? À còn chơi chung nữa không, tất nhiên là còn các bạn. Đó, em đã nói là nói chuyện rồi mà. Rồi còn câu nào nữa không chị Heo? Không, câu này hết rồi Phương ơi, hết rồi. Ủa về nãy giờ hai chị em mình trả lời bao nhiêu câu hỏi vậy chị Heo? Không biết đâu, chị coi lại. À bao nhiêu? 20 câu hỏi các bạn. À, nãy giờ mình trả lời 20 câu hỏi mà mình không biết luôn á. Thôi bây giờ mình chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này của mình thì cho đăng ký, like, bấm chuông, nhận được video sớm nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.